Có chị khách ở Bảo Lộc chị ủng hộ cái đàn, cho nên là mình chuyển cái đàn từ Sài Gòn tới Bảo Lộc, giờ mình ra Phương Trang Bảo Lộc là mình lấy nè các bạn. Hoàng với cái đem cái cây này từ cái bến xe Phương Trang Bảo Lộc về và mới lắp ráp lên cho cái chị khách ở xã Lộc Thanh, đây là thành phố Bảo Lộc nha các bạn nhé. Rồi cũng tranh thủ làm một cái clip ngắn cho các bạn xem cây CLP635. Thì cây đây là cây CLP635 đã qua sử dụng của Nhật. Cây mới nhất bây giờ là 735, thì trước một đời đã là 635 ha. Nếu mua mới thì cũng bốn mấy năm mấy triệu đó. Thì cái cây này cũ thì nó trên 30 triệu một chút thôi ha, là đã xài rất là, nó thật là rất là đã. Và những cây này thì về thường nó cũng rất là mới, bởi vì cũng mới có 2-3 năm sử dụng của người ta thôi, và cái còn cái đường dài để mình xài mười mấy 20 năm nữa để mình xài, nên các bạn mua những cây này cũng rất là có lợi. Đây các bạn nhìn nha, mình quay xung quanh cái đàn cho các bạn xem đây. Đó, đàn đã qua sử dụng như vậy thì đẹp quá, nhìn như mới chứ đâu có như đàn cũ đâu, nhìn như mới đó ha. Đây là cái đàn màu đen, đen mờ nha các bạn, đen bóng thì sẽ mắc hơn. Đây là cái màu đen mờ và nó hiện lên cái vân là vân gỗ. Thì cái tên của nó là CLP635B, B là black á, B bò á, B black á. Đây, thấy không, đẹp chưa? Đó. Nhưng mà các bạn cũng phải châm trước, bởi vì đó là đàn cũ nên cũng có những cái chỗ nó cũng chầy chầy chút xíu ha, nó cũng khó có thể hoàn hảo được 100% đó, nhưng mà ha, đẹp ha. Rồi cái đàn này có nắp, mình có thể kéo nó xuống được. Nó nhìn tổng quan cái đàn này, phím của cái này là phím ngà voi nha các bạn, phím giả ngà voi, phím giả ngà voi, cho nên là cái phím á, là nó có cái hình cái vân 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 đó. Đã nhìn bên hông này, nhìn bên hông này, mình rất là thích cái chân này, rất thích cái chân quỳ của nó này. Rồi cái bảng, cái chỗ mà chữ Yamaha này, thấy nó rộng rãi không, nhìn đẹp, nhìn cao ráo, nhìn sạch không, nhìn đẹp không. Đó, đóng nắp lại. Cái đàn nhìn phong độ chứ, nhìn cái mấy cái pedal nó rất là mới, người ta bọc lại vẫn còn bọc lại nên rất là mới. Nếu các bạn không cần đầu tư mới mà muốn một cây đàn để mà tập ở nhà thôi, thì cái cây này rất là có lợi luôn, theo Hoàng rất là có lợi luôn. Bởi vì mua mới thì mình có cái cảm giác là đập thùng bóc thùng vậy, thì nhưng mà mình bóc mình chừng tháng sau thì nó cũng hàng về thôi các bạn ạ. Đây là một cái giải pháp mà nghĩ là cũng rất là tối ưu, rất là tiết kiệm ha. Và các bạn cứ yên tâm đi, những cái cây này á, họ thiết kế để xài ra cả 20-30 năm, thì 1-2 năm, 3 năm hay 5 năm của nó chưa ăn thua đâu, còn rất là mới luôn ha. Bàn phím vừa này cực kỳ đã. Rồi Hoàng cũng thử tiếng cho các bạn xem nha. Không cần giới thiệu quá nhiều tiếng, chủ yếu là tiếng piano ha. Có một cái lợi điểm đó là cái cây đàn này là thay vì nó chỉ là tempo là cái beat không, tắt 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 metronome không á, thì nó có cái rhythm luôn. Đó, nó có 8 beat, 16 beat, mở thử cái 16 beat cho các bạn nha. Đó. Clip ngắn như vậy thôi, thì Hoàng chốt lại á, là gì, mình bỏ số tiền trên dưới 30 triệu
để mình mua một cây đàn như thế này, vừa túi tiền này, cái mức đầu tư của mình nó cũng tiết kiệm hơn này, và cái độ tin cậy mà nó là rất là tin cậy, nên là các bạn cứ sưu tầm mấy cái cây giống như vậy mà mua này, tình trạng nó rất là tốt và mình còn xài được còn một cái đường rất là dài, và mình đầu tư mình bỏ ít tiền hơn ha các bạn ha. Đây là một cái lựa chọn, đây là một cái giải pháp rất là tốt. Rồi, xin cảm ơn các bạn cũng như cảm ơn cái chị khách đã mua ủng hộ mình, cảm ơn các bạn nhiều nha. Chào các bạn.